Hello, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Tiến sĩ Lê Văn Tư. Hôm nay tôi xin chia sẻ các bạn chủ đề những câu chuyện 2 phần 4. Câu chuyện thứ nhất, đánh dấu phiền tìm gươm. Có một người nước sở đi đò qua sông, khi ngồi đò vô ý đánh rơi thanh gươm xuống sông. Anh ta vội vàng đánh dấu vào mạng thuyền nói rằng gươm ta rơi ở chỗ này đây. Lúc thuyền đổ vào bến, anh ta cứ theo chỗ đánh dấu lặn xuống nước tìm gươm. Thuyền đã đi đến bến, chớ gươm rơi đâu thì vẫn ở đấy, có theo thuyền mà đi đâu. Tìm gươm như thế chẳng khờ dại lắm ư? Đó các bạn, đây là câu chuyện nói về những người khờ dại, những người không thông minh, những người làm việc cái nguyên tắc cứng nhắc. Bởi vì anh ta đánh rơi cái gươm là ở ngoài sông, mà anh ta khắc vào mạn thuyền, đến vào bờ anh ta lặn dưới ngay chỗ mạn thuyền anh ta tìm thì làm sao có thể tìm được. Đây là một mẫu chuyện trong kinh doanh, chúng ta hãy nhớ luôn luôn linh hoạt. Câu chuyện thứ hai, cái gì có trong đầu sẽ có trong tay. Tôi có một người bác, bạn là bác sĩ. Một lần anh làm phẫu thuật cho bệnh nhân ung thư, sau khi mổ ra mới phát hiện chỗ bị viêm cắt bỏ không được. Anh ta đành phải mai lại, rồi đi giải thích tình huống với bệnh nhân. Bệnh nhân đó đến từ vùng quê, nghe không hiểu thuật ngữ y khoa, thế nên nghe xong thì vẫn tin rằng phẫu thuật xong rồi thì bệnh sẽ hết. Bác sĩ không còn cách nào khác, đành phải để ông xuất viện. Một năm sau tái khám, bệnh quả nhiên đã khỏi hẳn, các tế bào ung thư đã hoàn toàn biến mất. Đó các bạn, những gì bạn nghĩ trong đầu, bạn nghĩ tích cực, những gì bạn nghĩ trong đấy tư duy của bạn, nó sẽ có kết quả trong tay. Mặc dù cái khối u đó bác sĩ không có cắt, nhưng mà bệnh nhân họ nghĩ rằng đã cắt rồi, và năm sau khi khám lại, khối u đã hoàn toàn biến mất. Câu chuyện kế tiếp, chuột sa hũ gạo. Một con chuột rơi vào trong lu gạo, số gạo trong lu vẫn còn một nửa. Sự cố ngoài ý muốn này khiến nó vui mừng không sao tả được. Sau khi xác định là không có nguy hiểm gì, nó liền bắt đầu cuộc sống ăn rồi lại ngủ, ngủ rồi lại ăn trong cái lu gạo. Rất mau lu gạo sắp cạn kiệt, nhưng nó rốt cuộc vẫn không thoát khỏi sự cám dỗ của những hạt gạo, nên tiếp tục ở lại trong lu. Cuối cùng gạo ăn đã hết, chuột ta mới phát hiện rằng mình không thể nhảy ra ngoài được nữa, lực bất phòng tâm. Các bạn, đây là một câu chuyện việc nhẹ lương cao, ngồi mát ăn bát hoàng, không làm gì cả vẫn hưởng. Đó là phạm của rất nhiều người sai lầm, rất nhiều công ty, rất nhiều doanh nghiệp, và rất nhiều người trong vừa qua nghe cái từ khóa việc nhẹ lương cao ở Campuchia và vượt qua biên giới, qua đó làm việc như địa ngục trần gian, cuối cùng phải bị đánh, thừa sống thiếu chết tìm cách trốn về Việt Nam. Đó, đây là một câu chuyện để găng đe. Câu chuyện thứ hai, Master One và người phụ nữ kiêu ngạo. Trong một bữa tiệc, Master One ngồi đối diện với một người phụ nữ. Theo lẽ lịch sự, ông nói với người này: cô thật là xinh đẹp. Người phụ nữ đó lại không hề cảm kích mà còn cao ngạo nói: rất tiếc là tôi không có cách nào để nói lời khen tương tự như thế với ông. Master One rất bình tĩnh và nói: không sao cả, cô có thể giống như tôi vậy, nói một lời nói dối là được rồi. Người phụ nữ nghe xong xấu hổ quá, phải cúi gầm mặt xuống mà không nói được lời nào. Đó các bạn, Master One khen cô ta đẹp, nhưng mà cô ta lại chảnh, cô ta nói tôi không thể khen ông lời nói tương tự như vậy. Master One lại trả đũa tức thì: cô cứ nói dối giống như tôi mà thôi. Có nghĩa là Master One chê cô ta xấu. Đó các bạn, trong cuộc sống, trong cuộc đời, hãy nhớ, cái gì mà mình khinh bỉ người khác, cái gì mà mình kiêu ngạo thì mình sẽ bị nhận kết quả. Câu chuyện con ếch điếc. Một đàn ếch đi đang di chuyển giữa cánh rừng thì hai con ếch không ai bị rơi xuống hố sâu. Những con ếch khác cùng xem cái hố sâu đến chừng nào và kết luận rằng hố quá sâu để có thể vượt ra ngoài. Chúng khuyên hai con ếch kia cứ rằng hãy giữ sức vì chẳng có hy vọng gì đâu. Phớt lờ những lời nói đó, hai con ếch bị rơi xuống hố vẫn nỗ lực tìm cách nhảy khỏi hố. Những con ếch trên miệng hố không những không động viên mà còn khuyên chúng hãy từ bỏ đi. Một trong hai con ếch sau vài lần nhảy đã kiệt sức và chấp nhận buông xuôi. Trong khi đó con ếch còn lại càng nhảy càng hăng hơn, và cuối cùng nó lấy hết sức nhảy vượt ra khỏi cái hố. Khi ra ngoài, những con ếch khác hỏi rằng cậu không nghe thấy chúng tôi nói gì sao? Con ếch nhỏ đã giải thích rằng vì nó bị điếc nên nó nghĩ rằng cả đàn ếch đã cổ vũ nó cố gắng nhảy ra ngoài. Đó các bạn, thì những lời nói của người xung quanh có thể tác động to lớn đến cuộc sống của bạn, nhưng bạn không nên dành thời gian những người chỉ biết hút cạn nguồn hạnh phúc của mình. Có nghĩa là gì? Trong cuộc sống, lời khen tiếng chê, lời động viên hay lời là nghiệt ngã tiêu cực thì chúng ta hãy bỏ chúng qua bên, và chúng ta hãy mọi cứ hành động theo kế hoạch của chúng ta. Câu chuyện kế tiếp, hòn đá tảng giữa đường và lòng tốt.
ở một vương quốc nọ, đức vua muốn thử lòng người, nó đã sai người đặt một tảng đá to ở giữa một con đường nhiều người qua lại. Sau đó nhà vua đóng giả người thường để quan sát em ai sẽ là người dịch chuyển tảng đá khỏi con đường. Rất nhiều thương gia giàu có, cận thần của nhà vua đã đi qua con đường, nhưng họ chỉ đi vòng qua hòn đá. Thậm chí nhiều người còn đổ lỗi cho nhà vua vì không có biện pháp giữ cho đường xá thông thoáng. Nhưng không ai làm bất cứ điều gì để giải quyết vấn đề. Một ngày nọ, một người nông dân mang rau ra chợ bán. Khi đến gần tảng đá, anh ta đã đặt gánh rau xuống và cố gắng tìm cách đẩy hòn đá ra khỏi vị trí án ngưỡng trên đường. Sau khi đẩy được hòn đá đi, anh nông dân phát hiện một chiếc túi đựng rất nhiều tiền vàng và một bức thư của nhà vua nhắn rằng vàng trong túi dành cho người đã loại bỏ được hòn tảng đá ra khỏi con đường đó các bạn. Nhà vua đã thử tất cả mọi người ai có thể dời dịch chuyển để hạ tòa tảng đá, trong khi mọi người đều tránh xa, mọi người đều xa lánh đi vòng và không quan tâm đến hòn đá. Nhưng có một người nông dân bán rau, ông ta đã đẩy hòn đá đi và phần thưởng xứng đáng là tiền và bảo an. Câu chuyện kế tiếp: đi lúc đi thì trắng, lúc về thì đen. Một hôm trời nắng, Dương Bố đi chơi. Khi ở nhà ra thì mặc áo trắng, đi được nửa đường gặp trời mưa, quần áo ướt hết. Mới vào chú mưa ở nhà bà con, người ấy thấy Dương Bố ướt cả nên cho mượn cái áo màu đen. Một lúc trời tạnh, Dương Bố mặc áo đen về nhà, con chó trông thấy vừa cắn vừa xua đuổi. Dương Bố giận con cầm gậy đánh. Anh là Dương Chu chạy ra bảo đừng đánh nó làm gì, nó đủ như thế cũng phải. Giả sử con chó trắng nhà ta lúc đi thì trắng, lúc về thì đen, nếu em có thể làm lạ mà không ngờ được hay không đó các bạn. Trong cuộc đời và trong kinh doanh, bạn thay đổi sành sạch, bạn thay đổi từ trắng sang đen, từ xấu sang tốt, thì người ta sẽ xa lánh, người ta sẽ xa xua đuổi bạn. Còn nếu bạn thay đổi theo chiều hướng tốt, bạn thay đổi theo chiều hướng tích cực, thì tất nhiên bạn sẽ được chào đón. Và các bạn nhớ, không gì phải ngạc nhiên cả khi luôn luôn cuộc đời thay đổi, cuộc sống luôn thay đổi. Nếu bạn thấy video clip này hay và giá trị, hãy like và comment đăng ký kênh YouTube Tiến sĩ Lê Hồng Tư. Cảm ơn các bạn.